Đang mọi người đang đón chủ tịch đi từ con tàu Uniside lại rồi cả nhà ơi. Tuyệt vời quá. Không đi đón đoàn của đội Việt Nam không ạ? Đón một cách rất là đặc biệt luôn. Này đấy. Đây là cái tướng kìa. Đây là cái tướng kìa. Ở nhà mọi người có cảm xúc gì không ạ? Nào thì bây giờ các bạn nhìn xem là cái toàn bộ những cái gọi chương trình xanh của chúng tôi đây như thế nào. Và các bạn vừa nhìn thấy tôi đến bằng một cái phương tiện là phương tiện đơn giản nhất đấy, là phương tiện vận tải đường dây đơn giản nhất đấy. Cái này còn rẻ hơn cái gọi là cái cáp treo rất nhiều lần. Và bây giờ là chúng ta sẽ trong tương lai là sẽ xây dựng những cái con đường như thế này. Lấy cái ô về che cho ngài này, ai là che hả? Chúc quý vị đi không ạ? Không. Bây giờ chúng ta đi về cái chỗ về đấy uống cà phê lại nhá. Đi uống cà phê cùng chú thật thôi cả nhà ơi. Trời ơi. Em sẽ đi cùng chủ tịch. Em sẽ đi trước quay đoàn nhé. Ôi mọi người ơi, hôm nay được gặp chủ tịch rồi. Trời ơi, buổi chiều hôm qua. Chiều hôm qua đúng rồi. Mình được gặp. Ơi, chị quay một tí nào không? Rồi, em mời chị vô. Nhường cái chị. Và tất nhiên là các bạn đã làm rất nhiều và cũng chỉ vì các bạn đã làm nhiều như thế chúng tôi mới phát triển được. Anh Tuân mà không có view và nếu như mà không có các bạn thì tất nhiên là cái chương trình của chúng tôi sẽ rất khó khăn. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái dự án lớn này là chúng tôi sẽ thực hiện cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, giờ đồ việc đang cái liệt em đứng bên này để anh ra đứng bên này. Đó.